Sáng ngày 14 tháng 10 năm 2020, đoàn công tác xã hội của báo Thanh Niên và công ty cổ phần thương mại và nội thất Quang Hưng đã tổ chức cứu trợ tại xã Triệu Sơn, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. 150 suất quà gồm mì tôm, nước lọc, xì dầu, xúc xích đã được đưa lên thuyền và chuyển vào thôn Đồng Văn, một trong những nơi ngập nặng nhất tại xã này. Đoàn đã trao quà tận tay những người dân vùng lũ. Anh Nguyễn Trịnh Điển, bí thư huyện đoàn Triệu Phong cho biết khu vực chỉ bị lụt, nước lên chậm và nước xuống cũng rất chậm. Đợt lũ ngày 8 tháng 10 chưa rút thì đợt lụt ngày 11 tháng 10 ập tới. Đến nay là tròn 7 ngày, người dân nơi này chưa biết cảm giác nhón chân xuống mặt đường khô ráo. Cũng theo các hộ dân ở vùng đất này, nếu những ngày tới không có mưa thì ít nhất 3 ngày nữa thôn Đồng Văn mới thôi ngập lụt. Ông Lê Quang Hương, giám đốc công ty cổ phần thương mại và nội thất Quang Hưng cho biết những món thực phẩm mà công ty mang đến có giá trị không quá lớn, nhưng hy vọng có thể hỗ trợ bà con những ngày chờ nước rút.